Hello cả nhà, hôm nay vừa chúng em đi làm về, vừa chúng em chuẩn bị được hai con cá chim nè cả nhà. Hai cá chim đi lạc này em chiên lên rồi em cuộn mình chạng chấm được mầm mè cả nhà. Đó, bên này thì em đang trồng, bên này em đang trồng bụng đó cả nhà. Đó. Rồi, cái này thì mẹ em chuẩn bị mè này cả nhà, mè về tỏi, vừng về ớt. Còn gia vị thì đơn giản lắm, chỉ có từ đường tương ớt với lại mè với lại nước mắm thôi cả nhà nhá. Đó. Còn rau sống thì chồng em đang ra cắt rau mín với lại rau chập cả ngoài vườn á. Lát nữa rau sống chồng em rửa sau. Rồi bây giờ em nấu nước sôi để em ngâm mè với cả nhà nhá. À, bây giờ em chuẩn bị sơ chế này cả nhà. À. Lát gặp lại cả nhà nha. Hello, welcome to my family channel. Thank you for watching. Cả nhà ơi, bây giờ em đang nấu cái nước mè này nè cả nhà. Em đang nấu cho mè nó ra để em làm được mầm mè đó cả nhà. Tại mình bỏ nguyên cái hột vô cũng được, nhưng cái hột mè vào cũng được, nhưng mà tại vì em muốn lọc cái hột mè ra đó cả nhà, cho cái nước mầm mè nhìn thấy nó đẹp. Nên giờ em phải nấu trước cho cái mè nó ra nha cả nhà nha. Mình em bắt dầu lên để chiên cá này cả nhà. Rồi mè của em sôi rồi này. Tí nữa rồi em đi lọc ra. Em lọc ra cái tô xong rồi em bắt chảo lên em làm nước mắm nha. Rồi cả nhà ơi, bây giờ dầu em sôi lên để em bỏ tỏi vào. Bỏ tỏi vào để em thử em làm được mắm mè nữa nha. Cái tỏi này em cũng cho vào mỹ vừa thôi. Rồi em bỏ ớt vào luôn cả nhà. Đã vừa. Rồi xong rồi em đổ cái mè của em nổ xong vô luôn rồi cả nhà. Cho vào. Tại vì em nấu như vậy là em để em ăn được cả tháng cả nhà, nấu lâu lâu như nó khỏe. Bây giờ em nấu cho nó tạt cái được nước mè lại rồi em bỏ nước mắm gia vị vào nha cả nhà. Còn bên đây dâu em nấu em bỏ hai củ tỏi vào để em chiên cả cả nhà. Rồi. Bây giờ em đổi bếp, tại nước mắm em cũng cần phải mở. Lửa lớn lắm, đổ được qua đây em bỏ cá vào nha cả nhà. Rồi bây giờ vô em nóng em bỏ cá vào nha cả nhà. Cá này em chỉ ướp một tí muối thôi nha cả nhà. Hôm nay Cường đi làm về hái hai cái con thêm cá, bây giờ phải chiên cá cho cái nhà nha Cường. Chiên hai con luôn nha. Cả nhà bây giờ em bỏ gia vị vào cái nước mè này cả nhà. Em bỏ là một muỗng đường, một muỗng rưỡi đường cả nhà. Lát nữa em nêm lại em bỏ thêm gia vị. Rồi em bỏ thêm đây là hai muỗng, ba muỗng nước mắm này. Tôm ớt nha, một muỗng tôm ớt, rồi cà chua, em bỏ thêm muỗng cà chua này nữa để cho vị lên màu cho đẹp nữa cả nhà. Thái thêm cái cà chua cho vị lên. Em quay đi lên nha, cho cái nước nó rụt lại cho nó có kèo kèo lại. Lát nữa em nêm lại, nó tưởng cho gì thì em bỏ thêm cái cánh nha. Nhưng mình chủ yếu mình chỉ làm chân nữa cái đã. Lát tưởng cho mình bỏ thêm nha. Cả
nhà ơi, bây giờ nước mè, nước mắm mè của em cũng được luôn này cả nhà này. Bây giờ là rục sữa nước mắm của em cũng đặt lại đó cả nhà. Hồi nãy em nếm lại thì là hơi chua, em thêm một muỗng đường nữa đó cả nhà. Đây là có nước mắm mè. Như vậy mình để trong tủ lạnh ăn được từng tháng đó cả nhà. Tại vì em lên trên mạng em coi rồi. Nhưng giờ em làm một lần luôn để mình ăn cả chiên hoặc cái gì bằng được mầm mè thì mình lấy ra luôn cho nó khỏe, nó cứ nhà. Cho mỗi lần hai vợ chồng ăn thì ăn có tí à. Mà mình nấu là mình được để lâu lắm cả nhà. Mấy bữa em nấu cái mầm mè một giây em cũng để cho hãng đó mà ăn nó cũng không sao cả. Nó vẫn ngon như thường. Tại có nhà thì người đúng thì họ ăn nhiều, nước mắm của nhà em chỉ hai vợ chồng thôi. Nên như mỗi lần nấu thì nấu lần luôn cho nó khỏe. Đây là mai cá của em này. Cá em mới trở mặt đó cả nhà. Rồi, bây giờ em tắt cái nước mắm nha, cả nhà nha. Mình lạc để ngồi, bây em để em múc vô trong cái khẩu hoặc trong cái chai đó cả nhà. Rồi em bỏ vô tủ lạnh, chừng nào mình ăn thì mình muốn cay thêm thì mâm râm thêm ớt mình bỏ vào thôi. Hôm nay em nên em thấy cũng hơi cay rồi. Mình hái cả ngồi như này cả nhà. Bây giờ cá của em cũng gần chín rồi này cả nhà. Bây giờ em chuẩn bị gắp ra nha cả nhà nha. À, ngon kia. Hai cá nó đang nằm trên chảo đó. À, bây giờ em chuẩn bị em gắp ra nha cả nhà. Ngon thì thôi rồi. Wow, it's the big fish. Wow, the fish swimming. Cả nhà ơi, bây giờ em chuẩn bị xong xuôi đây này cả nhà. Cá chiên em xong rồi này, rau sống này, rau chụp cá, dành leo, rau minh salad, cái này bụng. Rồi cái này hai chén được mầm mè này cả nhà. Rồi em làm cho nó đặc cái gì chẳng cho nó ngon này cả nhà. Rồi, bây giờ em bưng vào bàn này cả nhà nha. Rồi, bưng vào bàn thôi, bà ơi. Hello cả nhà. Hello cả nhà. Dạ em hello cả nhà. Chú cả nhà. Dạ con mời cả nhà ăn gỏi cuộn với cá. Dạ em mời cả nhà ăn gỏi cuộn với thêm cá với nước mắm mè với nhà em luôn cả nhà. Cái này nước mắm mè có nước mắm mè cá bún gỏi cuộn siêu không bơ thì gọi cái gì? Dầu dập cá. Dầu dập cá. Salad. Salad. Mint. Mint. Chili. Yeah. Ok. Để bác xẻ cá cho con kìa. Thì ra thôi. Thì ra thôi. Thì con ăn cái gì cũng được cả. Tại vì làm sổ quá. Không sao. Tại vì nước nó nóng lắm. Nước nó hơi nóng con. Rồi. Bây giờ bà làm cho con. Cả nhà ơi, cảm đi thì phải ra tay thôi cả nhà. Thôi ít thôi bỏ bún cho con. Rồi con bỏ bún vô con cuộn đi. Em mời cả nhà ăn với nhà em luôn. Lấy bún này. Con lại ít bún thôi, ít thôi ba. Yeah, được rồi, giỏi. Con muốn chụp một mè. Con muốn chụp thôi, thế con chậm cái con mè đi. Đây, cho con cũng vậy. Đưa cái chạm một mè qua cho con đi anh. Có thể con chậm qua được không? Được thì mè sụp mè múc cho con chạm nữa. Lý cho bịt thôi nghe con, okay. Một chục thôi nè. Để con bịt. Hai mẹ nghĩ con để cái muỗng này này con thử một tí có thể là có cái không? Đó, thử một tí đi, nếu như cái thì thôi con, cái thì thôi. Giúp cá đảo á cả nhà, dạ. Giúp cá nhà chồng đó. Salad. Thấy chưa? Hay chua? Salad thì chưa có được ăn, mới mua salad thôi. Hay mình chút thôi. Do mình nhà chồng. Dạ. Cái rau chụp cá này là hôm nay em làm với em Hải bên chị Trung em mở ít về ở nhà em ít nữa cả nhà. Nhà em chưa lên nhiều nhưng nhà bên nhà chị Trung em thì nó lên nhiều rồi. Em Hải mở bên nhà chị Trung em đó. Hải ngoài nhà ít. Mà mình chị không?
Mami thích không? Thích cái gì? Yeah. Mami phải mami hải vô trong động, mami đâu quả tại vì mami hải. Ờ đúng rồi, mami ra hải đâu, chụp cả ngoài vườn cục đó. Ngoài nhà mình chưa có nhiều. Không được, mami nói chuyện cho cô. Nấu mami đâu còn nói chuyện đâu, mami ra hải đâu. Đâu. Ăn được mắm méo ok anh? Ngày hơi cay không anh à? Cay. Ừ, cay mà ngon. Em còn bỏ hai trái ớt nữa. Hana ăn được không? Cay quá. Ừ, đừng ăn được con, ăn không thì được. Bữa nào con nói là mẹ làm riêng với con, hiểu không? Đừng có ăn được mà cay con. Tại mẹ bỏ mấy trái ớt lưng luôn. Ngon không? Dạ, bữa có một chút sữa ngon không? Ồ, ok, lần sau mẹ làm riêng cho con ha. À lần sau mẹ làm sốt cái gì là mẹ bỏ riêng cho con, mẹ không bỏ chili vô, ok? Yeah. Ừ, đúng rồi. Gái bây giờ đây ăn sốt chung với mami và daddy nhưng mà không bỏ ớt. Gái của mami lớn rồi. Bây giờ thích ăn đồ ăn chung rồi cả nhà ơi. Thôi đừng đừng có làm vậy đó. Không làm. Anh rau chụp cả ngon anh hả? Ngon quá. Cái gì rau là em thích nhất á. Ừ. Con thiếu mấy thứ nữa mà hôm nay cũng đi chờ luôn. Mami cũng cho con rất nhiều. Tại nhà có ít rau rồi nên chỉ hại rau chụp cả thêm ít rau mín nữa là ăn đủ rồi đó cả nhà. Ăn sống ngon lắm cả nhà. Dạ, cá ăn sống rồi. Mấy năm trước á, mấy năm cả nhà mấy năm dịch đó trời ơi chụp cả nhà em lên nhiều tại ở nhà không có đi làm cái chấm ấy, bên nhiêu quán đâu có hết đâu cả nhà. Em phải xài sinh tố em uống luôn. Hai tuần là em cắt một mỡ, em xay nguyên một ly, em ngồi em uống gì đó. Mà mấy năm đi làm cũng chấm mấy nữa. Mình đã quá. Ừ. Gặp năm nay làm YouTube này nên bà cứ đi làm, bà cứ quay đâu có thời gian mà ra vườn đâu. Bà cho con một chút bà. Bà cho con một cuộn. Thank you please. Wow. Giỏi quá, thank you please. Hai em cả. Bánh tráng nó đẹp ha. Thank you. Thank you, daddy. Hai cha con ăn hết cá cho mẹ luôn nè. Bóc luôn đi. Cá này là phải ăn bốc rồi làm sao mà gặp được ăn. Cá chiên sao gặp được. Rồi để cho con bỏ bụng, con bỏ ít ít bụng thôi. Bóc luôn, còn nóng. Con nóng lắm cả nhà. Tại em mới chiên xong mới lên ăn luôn. Ôi, ít bụng thôi em ơi. Ít đỏ. Ít đỏ. Con gái Huế nói chuyện dễ thương quá. Nó nói rằng từng Huế bán nó người Nam, em người Huế đi muốn nói tiếng của em luôn cả nhà. Huế ơi, Huế ngồi ngọt ngào thế. Đã đi kỳ cục hả nó hả? Huế ơi, Huế mộng mới. Ở cái cuộn này, cái cuộn cơm cuộn này. Qua đây. Miếng cá nè, salad dâu cỏ nè. Cái cuộn đẹp quá. Ngon thì thôi rồi. Mẹ biết rồi, mẹ biết. Sao hai ngày này đi làm mà có thêm nó ăn vừa nữa không anh? Thêm chứ. Từ đó nó cũng thêm nó cho đi luôn. Đi xa, thêm mẹ nấu quá. Hana và thêm Cương em cũng chuẩn bị đi chơi Mỹ ngay nữa chứ biệt Mỹ 4 ngày hoặc là 1 tuần à nữa. Đi có lần nha. Ở summer có muốn đi London. Ok. Và bữa đi London là mẹ bút ngoài chỗ tránh hay tháo để cho con ở lại qua nữa con đi chơi đi qua cái câu thêm qua sông thêm chơi luôn. Đâu, là vì friend của con, bestie của con đang si thoáng. Hình đi China xong hình đi London. Ồ, vậy hả? Nó kể với con hả? Hình đi China xong hình đi London. Ồ, mẹ hiểu rồi. Đâu, vợ con đi travel a lot. Ok, ok. Có một người khách sạn nào phải không? Ok. Ba chân đi London với Scotland. Ba okay. Tuần nữa. À, hai tuần nữa hay là ba? Ba tuần. À. Ngày đầu tháng 6. Di thắng. Mami nói. Đầu tháng 6 là hai tuần nữa chứ mày ba. Dad, mami nói. Ông quan chi cho của mình đi với si dung. Ok cả. Hai con, chị mai, chị con mai, chị.
And like Sissy told me wait, she too could go. Ồ, vậy hả? Hai tuần nữa dẫn cả nhà đi Scotland nha. Hannah thích lắm. Mới dẫn cả nhà đi London. Bây giờ dẫn cả nhà đi Scotland. Đi Manchester nữa anh hả? York nữa hả? Đi, nói chung đi nhiều nơi lắm, ngoài Scotland không đâu cả nhà. Ok, okay rồi. Đi miền Bắc và về miền đi miền Tây. Đi miền Tây. Đi miền Bắc về miền Nam. Chứ đây là như có miền Tây nữa. Mình đi Cali với Kyle. Ok, và bữa mình đi Cali với Kyle, ok. Wow, cưng ăn kỹ thể quá. Không, ngồi vào con, ngồi vào này. Người ta làm gì ba mới? Biểu tình à? Thôi ngồi vào hai cha con làm nhiệm vụ này. Clip cùng hơi dài đây này. Hana. Bye. Ok. Cảm ơn cả nhà nha. Bye bye cả nhà nha. Gì có? Từ từ slowly. Yeah, bye. Dạ con bye cả nhà. Ừ, con từ từ thôi nha. Dạ em chào cả nhà luôn.